Chiều nay, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy để thảo luận cho ý kiến vào báo cáo phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2023-2025. Báo cáo chủ trương về phương án đầu tư dự án xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng đoạn qua địa bàn tỉnh, dự án đầu tư xây dựng đường Đông Tây giai đoạn 2 và một số nội dung quan trọng khác. Cùng dự có đồng chí Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại biểu các cơ quan trung ương theo dõi địa bàn, lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở ban ngành của tỉnh, thường trực các huyện, thành phố. Báo cáo phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2023-2025 nêu rõ, Ninh Bình có diện tích tự nhiên hơn 1.400 km², dân số trên 1,1 triệu người, 8 đơn vị hành chính cấp huyện, 143 xã, phường, thị trấn. Căn cứ theo các quy định, hướng dẫn, nguyên tắc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và có xét đến các yếu tố đặc thù, đối với phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, có một đơn vị hành chính thuộc diện sắp xếp là huyện Hoa Lư và một đơn vị hành chính liền kề có điều chỉnh địa giới khi thực hiện phương án sắp xếp là thành phố Ninh Bình. Đối với phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, có 34 đơn vị hành chính thuộc diện sắp xếp, trong đó huyện Yên Khánh có 2 xã, Yên Mô 3 xã, Nho Quan 7 xã, Gia Viễn 8 xã, Kim Sơn 8 xã, thị trấn, thành phố Ninh Bình và huyện Hoa Lư 6 xã, phường, thị trấn, thành phố Tam Điệp không có đơn vị hành chính thuộc diện sắp xếp. Tuy nhiên, có 4 đơn vị hành chính cấp xã là Kim Đông, Kim Trung thuộc huyện Kim Sơn, Gia Sơn thuộc huyện Nho Quan và Gia Xuân thuộc huyện Gia Viễn thuộc diện sắp xếp nhưng có yếu tố đặc thù nên không thực hiện sắp xếp. Số lượng đơn vị hành chính cấp xã liền kề có điều chỉnh địa giới khi thực hiện phương án sắp xếp là 12. Như vậy, sau khi thực hiện phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025, số đơn vị hành chính cấp huyện còn lại là 7 và đơn vị hành chính cấp xã còn lại là 118. Cho ý kiến vào phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2023-2025, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy bày tỏ sự đồng tình, nhất trí cao với phương án. Việc sắp xếp về cơ bản đã bảo đảm tính tổng thể, đồng bộ, đúng quy định của pháp luật, đảm bảo phù hợp và tương đồng về bản sắc văn hóa, điều kiện tự nhiên, hình thái lãnh thổ. Đại biểu cũng nêu rõ những khó khăn, thách thức, nhất là phương án bố trí, sắp xếp cán bộ dồi dư ở các huyện có nhiều đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện sắp xếp nhằm đảm bảo sự đồng thuận và đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, năng lực công tác sau sắp xếp. Kết luận nội dung này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đoàn Minh Huấn cơ bản nhất trí với phương án sắp xếp của Ban chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính. Đồng thời lưu ý, quá trình thực hiện phải cân nhắc kỹ các yếu tố đặc thù theo yêu cầu của từng địa phương và hướng dẫn của Trung ương, nhất là những giá trị riêng có của tỉnh về bản sắc văn hóa, điều kiện tự nhiên, hình thái lãnh thổ. Phải tiến hành một cách bài bản, khoa học, chặt chẽ, thận trọng, chắc chắn, có trọng tâm, trọng điểm, có lộ trình phù hợp, bảo đảm tính hiệu quả, khả thi, thống nhất với quy hoạch nông thôn và đô thị, cũng như yêu cầu phát triển và tình hình thực tiễn từng giai đoạn. Qua đó tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân và giữ vững ổn định chính trị xã hội. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ban chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính các cấp tiếp tục bám sát hướng dẫn quy định của Trung ương, đặc biệt là nghị quyết 35 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để hoàn thiện phương án, báo cáo với cơ quan có thẩm quyền. Tiếp đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe cho ý kiến và báo cáo chủ trương phương án đầu tư dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng đoạn qua địa bàn tỉnh, dự án đầu tư xây dựng đường Đông Tây giai đoạn 2. Qua thảo luận, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất với phương án triển khai hai dự án này và đề nghị Ban Cán sự Đảng, Ủy ban dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ, tuân thủ đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật. Mục tiêu là xây dựng, hiện đại hóa hạ tầng giao thông theo hướng đồng bộ, mở ra không gian, dư địa, kết nối vùng, liên vùng, tạo động lực thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương.